Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có bài hướng dẫn các bạn vẽ hình lông vũ. Thì trước tiên các bạn muốn vẽ hình lông vũ thì các bạn nên vẽ trước một cái khung xương ở chính giữa của cái lông vũ trước. Thì các bạn cố gắng vẽ làm sao cho đường nét nó dài mà nó mềm mại. Thì cái lông vũ nó mới uyển chuyển được. Thì thường thường cái lông vũ nó có 3 điểm: phần đầu, phần thân chính giữa và phần đuôi. Thì cái phần đầu lúc nào nó cũng to hơn cái phần đuôi. Và khi ra tới phần đuôi thì cái nét nó mềm mại, nó có độ lượng. Các bạn cố gắng đi cái nét cái thiệt chuẩn, đừng có bị đứt khúc. Thì trước tiên khi mà các bạn vẽ, các bạn nên chuốt cho cái đầu viết chì nó thiệt là nhọn, thì để chúng ta có thể tỉa được những cái cọng lông thật là mềm mại. Thì các bạn để ý, thường thường lông vũ á thì những cái đầu, phần đầu của cái cọng lông vũ á, nó sẽ có những cái cọng lông tơ, nó rất mềm nhuyễn. Bạn nào mà đã nhìn qua cọng lông lông gà hoặc lông vịt trước ở bên ngoài rồi, nhìn thực tế rồi, các bạn dễ hình dung hơn. Thì bước sau khi mà chúng ta làm những cái cọng lông tơ xong rồi thì kế tiếp là những cái cọng lông kế tiếp nó. Cố gắng đi làm sao những cái sợi lông ở trong những cái cụm lông vũ ấy, nó phải đều nhau. Và rồi thì khi mà các bạn muốn vẽ một cái lông vũ thì nên tạo những cái dáng bên ngoài trước, để khi chúng ta tỉa những cái sợi lông ở phía trong nó không có bị lệch ra phía ngoài, mình phải định dạng trước. Và khi các bạn chia được cái phần dán bên ngoài của cái cọng lông vũ thì các bạn sẽ phân chia ra từng cụm lông khi nó tách rời nhau. Và cố gắng làm sao những cái sợi lông thật là mềm mại. Đòi hỏi các bạn phải tập luyện nhiều để cho cái cổ tay của các bạn nó phải thật là mềm, thì chúng ta mới đi được những cái đường cong nó uyển chuyển. Các bạn nên chuốt viết chì thường xuyên để cho tạo được những cái điểm, những cái đường nét nhọn. Còn khi mà cái bút chì mà nó bị tà đầu thì các bạn không thể tỉa được những cái sợi lông nó mềm mại được. Hiện tại mình đang dùng cái bút chì chì 5B nha các bạn. Chì 5B.
cái kỳ 5B thì nó tạo cho cái đường nét nó rõ. Chúng ta phân chia làm sao những cái cộng lông mà nó chĩa ra thì nó phải gắn liền vô cái thân, mình phải nhắm được cái hướng của cộng lông nó tỉa ra từ cái thân nó đi ra, tại vì cái cấu trúc của cái cộng lông dụ á là những cái cộng lông tơ nó gắn vào cái thân sườn của cái thân lông dụ, thì lúc nào chúng ta cũng phải bám vào cái thành khung của cái thân lông dụ chính giữa đó mà ta tỉa những cái sợi nó đi theo nó, cố gắng đánh làm sao để thiệt đều. Nếu các bạn muốn tỉa được những cái sợi nó đều như vậy, các bạn phải cần có thời gian tập luyện. Trong thời gian mình có dạy qua những đứa học trò của mình á, thì cái lông dụ này những em mà mới vào học rất là khó khi mà vẽ những cộng lông dụ này, tại vì em tay của các em chưa có được mềm thì các em tỉa không được những cái sợi lông nó dài và nó đều như vậy. Thì nếu để làm được những điều như vậy thì các bạn phải tập luyện làm sao tỉa những cái sợi lông nó phải đều với nhau. Chúng ta cũng phải kết hợp với cái độ chuyển bóng. Thì cái bài chuyển bóng này sau này mình sẽ có một cái video hướng dẫn về cái phần chuyển, tô chuyển. Bây giờ các bạn cứ theo cái hướng dẫn của mình đánh theo mẫu. Cái chỗ nào mà càng đậm các bạn cứ chồng nhiều lớp vào, gãy sọc và chồng nhiều lớp vào thì nó sẽ tạo được cái độ đậm cần thiết. Các bạn để ý những cái cọng lông khi mà mình tỉa lúc nào nó cũng hướng về cái thân của cái cây sườn của cái lông dụ, nó gọi là cái khung sườn đó các bạn. Chắc ra mình học vẽ thì nó cũng không có khó, nhưng mà đòi hỏi các bạn nó phải chịu khó tập luyện nhiều để cho cái cổ tay của chúng ta nó phải thật là mềm.
thì chúng ta mới điều khiển được những cái đường nét mềm mại uyển chuyển theo ý của mình muốn. Chứ mới đầu vô các tay của các bạn chưa cầm bút quen còn cứng thì rất là khó làm những cái điều như vậy, những cái đường nét song song và nó uyển chuyển. Đi tới đây chúng ta cũng sắp hoàn thành cái lồng dụ rồi. Thì lên phần phần đuôi thì cái phần chi tiết nó cũng không có phức tạp, chúng ta đi nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà phần đuôi thì chúng ta phải làm sao cho nó thật là mềm mại. Trước tiên mà muốn vẽ một cái vật gì đó hay là một con gì đó, mình khuyên các bạn nên quan sát trước một cái vật thể nào đó rồi chúng ta bắt tay vào vẽ nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn nhớ chọn một cái đường khung viền ở chính giữa thật là rõ. Chào các bạn. Nói chào các bạn mà. Chào các bạn nha.
cái video đến đây cũng đã kết thúc. Thì các bạn xem thấy có điều gì thắc mắc muốn hỏi thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để xem những cái video kế tiếp. Chào các bạn.